thì chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy may mắn cùng với những kiến thức về phong thủy. Quý vị thân mến, trong phong thủy nhà ở, cửa sổ đóng vai trò vô cùng quan trọng làm chủ sự hung cát của ngôi nhà, có khả năng kiểm soát tài lộc của gia chủ. Cũng bởi lý do này mà vị trí, hình dáng, kích thước của cửa sổ cũng xác định nguồn sinh khí của ngôi nhà là tốt hay xấu, mạnh hay yếu, nhiều vượng khí hay là uế khí. Soi chiếu theo góc độ tâm linh thì có những sai lầm đại kỵ khi thiết kế cửa sổ khiến cho gia chủ nghèo mạt vận, tán gia bại sản, cố gắng làm lụng mãi cũng không khá lên được. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mở cửa sổ theo cách này, bảo sao gia chủ làm mãi vẫn nghèo mạt vận, tiền tài tiêu tán. Làm lưới bảo vệ quá dày. Khi làm cửa sổ, nhiều gia đình thường làm thêm lưới bảo vệ để đảm bảo an toàn nhất là khi có trẻ nhỏ. Nhưng nếu bạn dùng lưới bảo vệ bên ngoài cửa sổ, không những ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến tầm nhìn và ảnh hưởng xấu về mặt phong thủy, bởi khi lưới quá dày cản trở ánh sáng khiến cho thần tài khó vào nhà. Cửa sổ đối diện hung địa. Khi bạn mở cửa sổ cần lưu ý tới quang cảnh bên ngoài, nên bên ngoài cửa sổ đối diện những nơi âm khí quá là nặng như là bệnh viện, đền miếu, nhà tang lễ, nghĩa địa, tù ngục, lò mổ, bãi rác thì chắc chắn sẽ không tốt cho phong thủy trong nhà bạn chút nào. Bởi những nơi này thường có âm khí ở đây có thể theo cửa sổ đi vào trong phòng, gây bất lợi cho các thành viên trong gia đình, khiến cho gia đình bạn dễ gặp đau ốm hoặc làm ăn khó phát tài, vợ chồng con cái dễ mâu thuẫn. Cửa sổ đối diện thác nước, cột điện. Khi bạn thiết kế cửa sổ trong gia đình cần phải lưu ý không nên thiết kế cửa sổ đối diện với cột điện cao áp hoặc là thác nước, bởi vì những nơi này dễ hình thành sát khí. Khi sát khí này đi vào nhà qua cửa sổ, ảnh hưởng tới vận thế của gia đình, đặc biệt là vận thế tài vận, sự nghiệp và sức khỏe sẽ dễ bị tổn hại nặng nề, khó lòng thăng tiến viên mãn được. Phía trước cửa sổ có vật che khuất. Trong một ngôi nhà, khu vực cửa sổ thu nạp không khí và ánh nắng vào nhà cũng là một trong những con đường liên kết người nhà với cuộc sống bên ngoài. Khi bạn để cửa sổ của gia đình mình bị một vật gì đó như là một tòa nhà khác hoặc là ngọn núi che khuất, không chỉ ngăn tầm mắt của người trong nhà mà còn ngăn cả sinh khí, tăng cường tà khí cho ngôi nhà của bạn. Làm cửa sổ mở vào trong. Được quan niệm là mắt và miệng của nhà, cửa sổ là nơi dẫn khí nên phải được mở ra hết phía ngoài hay là trong. Thay vì kéo lên hay là kéo xuống, tốt nhất là mở ra phía ngoài để cho dòng lưu chuyển khí được tăng cường, làm tăng vận may. Cửa sổ mở ra là sự hòa điệu tích cực, dương cái khí của nó ra bên ngoài. Cửa sổ mở bên trong khiến cho người chủ trở thành nhút nhát, có hại cho khí. Cửa sổ nâng lên hạ xuống thì không bao giờ mở giữa chừng vì chỉ hấp thụ được một nửa khí, và lại người ngoài nhìn vào có ý tưởng không hay. Đầu cửa sổ phải cao hơn đầu người, cao nhất trong nhà, nếu thấp hơn dễ làm hạ khí trong nhà, và cửa sổ cũng phải tương đối rộng. Làm cửa sổ là để mở ra, nó như đôi mắt không thể nhắm suốt hoặc là bên nhắm bên mở. Muốn vậy, hướng mở cửa sổ rất là quan trọng. Thứ nhất, cửa sổ phải được mở về hướng gió tốt như là Nam, Đông Nam, Tây Nam và hướng ánh sáng ổn định Bắc Nam. Có khi hướng cửa chính của nhà là Tây nhưng cửa sổ có thể mở được ở hướng Bắc Nam bên hông thì nên tận dụng. Thứ hai, cửa sổ mở ra cần thu vào tầm nhìn cảnh quan đẹp cho người sử dụng bên trong, đồng thời lại tránh được người ngoài nhìn vào. Do đó không nên mở cửa sổ ở đầu giường hay là thẳng cuối chân giường. Tốt nhất là chếch góc để đầu ngủ nằm trong vùng khuất sáng, vừa thuận lợi cho bố trí đồ đạc, vừa tránh hung khí tác động vào người. Thứ ba, khi cửa đi phải đóng thì cửa sổ chính là miệng đối lưu không khí hữu hiệu. Vì thế nên chú ý bố trí thêm các cửa sổ trên cao. Loại cửa này có ưu điểm là thoát luồng khí sát trần, tránh khí quẩn, giảm tầm nhìn ngoài vào và bổ sung thêm được ánh sáng từ trên cao. Cửa sổ nhìn thấy dấu hiệu chữ thập bên ngoài. Có một phép ẩn dụ trong phong thủy, ví cửa sổ giống như đôi mắt của con người và mỗi ngày chúng ta đều mở chúng ra. Nếu cửa sổ đối diện hoặc là nhìn thấy dấu hiệu chữ thập, hình cây thánh giá bên ngoài sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Bởi vậy, dấu hiệu chữ thập đại diện cho tôn giáo, bệnh viện và là dấu hiệu thuộc về linh hồn ma quỷ trong phong thủy. Nó có thể tác động rất nhiều đến sức khỏe cá nhân, dễ kích động mặt phản diện và hành vi sai trái, dẫn đến những khó khăn trong tài chính.
Cửa sổ đối diện với con đường dài và thẳng. Quan niệm phong thủy cho rằng cửa sổ đối diện với một con đường dài và thẳng được xem là không may mắn. Những chiếc xe di chuyển trên con đường nhộn nhịp đang lái thẳng về phía cửa sổ của ngôi nhà. Tình huống này là một điềm báo xấu, nó gây bất lợi cho sức khỏe và sự giàu có của gia chủ. Không nên làm nhiều cửa sổ. Cửa sổ tương tự cửa chính cũng có chức năng thu hút ánh sáng và không khí tự nhiên vào nhà, là khu vực giao lưu giữa cuộc sống riêng tư của mọi thành viên trong gia đình với thế giới bên ngoài. Không nên làm quá nhiều cửa sổ cho một căn phòng, nhất là phòng ngủ. Theo phong thủy, căn phòng làm nhiều cửa thì tài lộc trong nhà dễ bị tiêu tán. Nên làm cửa sổ có kích thước và số lượng hợp lý để mọi người luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi sinh hoạt trong nhà. Cửa sổ tương tự cửa chính cũng có chức năng thu hút ánh sáng và không khí tự nhiên vào nhà, là thông đạo giao lưu giữa cuộc sống riêng tư của mọi thành viên trong gia đình với thế giới bên ngoài. Số lượng cửa sổ trong nhà nên vừa phải, không thừa cũng không thiếu để điều hòa tốt nhất không khí trong và ngoài nhà. Các cửa sổ đối diện nhau. Với cuộc chiến giá cả bất động sản ngày càng gia tăng, các công ty thương mại đua nhau xây dựng thật nhiều những tòa nhà cao tầng chọc trời để kiếm lời tối đa. Từ quan điểm phong thủy, kiểu cửa sổ tài lộc này là mô hình điển hình của sự phá sản. Nếu cửa ra vào và cửa sổ nằm trên cùng một đường thẳng thì tiền bạc của gia đình đó sẽ dễ dàng tiêu tan. Dù chúng đem đến sự mát mẻ vào mùa hè và không khí thông thoáng vào mùa đông cho ngôi nhà, nhưng lại rất xấu đối với sức khỏe và vận may tài lộc của gia chủ. Để cây cối mọc um tùm che khuất cửa sổ. Đừng để cây cối mọc um tùm che khuất cửa sổ vì nó sẽ là vật ngăn cản những luồng năng lượng tốt vào trong nhà. Thần tài sẽ bỏ đi khi cửa sổ nhà bạn bị bịt kín bởi cây cối. Không những thế, cây mọc um tùm còn làm mất mỹ quan, che chắn tầm nhìn của ngôi nhà. Không nên để cửa sổ và cửa ra vào thẳng hàng. Quan niệm phong thủy cho rằng nếu cửa chính và cửa sổ phía sau nhà thẳng hàng thì tiền bạc trong gia đình sẽ chạy ra ngoài một cách nhanh chóng. Nguồn năng lượng tốt vừa vào phòng chưa kịp lưu lại thì đã thất thoát ra cửa sổ theo đường thẳng. Để khắc phục thì bạn có thể đặt một vách ngăn cây cao, mở thêm cửa sổ để cắt đứt mối liên kết này. Quý vị thân mến, cửa chính là yếu tố không thể thiếu trong phong thủy nhà ở. Với những vấn đề xoay quanh nó thì chúng ta cần phải tuân thủ hướng cửa, cách bố trí để làm sao mang được may mắn cho gia đình. Những lưu ý phong thủy với cửa chính của ngôi nhà được nhiều nhà nghiên cứu và quan tâm dựa trên những phân tích kiểm nghiệm từ các chuyên gia phong thủy. Vậy, những điều cần lưu ý về cách bố trí cửa chính trong phong thủy là gì? Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ với quý vị ngay sau đây. Chọn hướng cửa chính phù hợp. Theo thiết kế nhà cổ, một ngôi nhà thường có 3 cửa ở mặt tiền, một chính, hai phụ, nên hướng nhà thường trùng với hướng cửa. Ngày nay thì nhà thường chỉ là một cửa chính ở mặt trước, nhất là nhà ở các gia đình biệt thự. Còn các cửa phụ thường đặt ở các mặt khác của nhà, vì vậy hướng nhà nhiều khi không trùng với hướng cửa. Theo quy luật, người đi khí theo, nước chảy khí theo thì cửa chính là nơi hàng ngày đưa khí vào nhà. Vì vậy, hướng cửa thực chất là hướng cửa chính có ý nghĩa rất là quan trọng. Tuy nhiên thì hướng nhà lại ảnh hưởng trực tiếp đến hướng cửa. Ví dụ, hướng nhà là nam thì hướng cửa chỉ có thể là hướng nam, đông nam hoặc là tây nam mà không thể là hướng tây hay là tây bắc được. Mặt khác, hướng nhà tốt thì sinh khí đi vào nhà không chỉ qua cửa chính mà còn có thể đi qua cửa phụ hay là các cửa sổ của nhà. Vì vậy, đối với mỗi công trình, việc đầu tiên là phải chọn hướng nhà tốt rồi mới quyết định hướng cửa. Một khi hướng nhà đã tốt thì rất dễ có hướng cửa tốt. Hướng nhà và hướng cửa có thể trùng nhau hoặc là khác nhau. Đối với mọi nhà thì tốt nhất nên đặt hướng nhà và hướng cửa trùng nhau. Nguyên tắc chung trong xác định hướng nhà. Hướng nhà được xác định dựa theo các điều kiện có trước là địa thế khu đất làm nhà, hướng gió mát chủ đạo ở Việt Nam chủ yếu là gió Đông Nam và gió Đông Bắc. Ở những địa thế cụ thể, hướng gió chủ đạo có thể khác. Cường độ bức xạ mặt trời. Nước ta có địa hình kéo dài từ Bắc vào Nam nên khí hậu cũng thay đổi theo từng vùng. Các tỉnh phía Bắc thuộc loại hình nhiệt đới gió mùa, có mùa hè nóng và mùa đông lạnh.
cường độ bức xạ mặt trời thay đổi theo mùa. Còn các tỉnh phía Nam mang đặc tính khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, mà đặc trưng cơ bản là một nền nhiệt độ cao, ít thay đổi trong năm và một chế độ mưa ẩm phân hóa rõ rệt theo mùa với cường độ bức xạ mặt trời lớn quanh năm. Gió chủ đạo trên toàn lãnh thổ nước ta là gió Đông Nam, trừ mùa đông lạnh ở miền Bắc có thêm gió Đông Bắc. Xét về địa hình thì ở miền Bắc, thế đất dốc về phía Đông Nam và Nam, miền Trung dốc về phía Đông và Đông Nam, miền Nam dốc về phía Nam và Đông Nam. Riêng khu vực bờ biển phía Tây thì thế đất dốc về phía Nam và Tây Nam. Những yếu tố tự nhiên này đòi hỏi người thiết kế công trình phải đặt phương châm của nhà, tức hướng nhà, sao cho thích hợp với thế đất và hướng gió chủ đạo. Nhà cần đặt tọa sơn hướng thủy, nghĩa là lưng nhà tựa về đất cao, trước nhà trông về đất thấp, đồng thời phải đón được gió chủ đạo, thường là gió Đông Nam. Người xưa có câu, 100 người hầu không bằng đầu ngọn gió, ý nói là gió Đông Nam. Điều đó cho thấy thực tế cuộc sống đã chứng tỏ ý nghĩa quan trọng của gió Đông Nam. Hướng nhà chủ đạo hợp lý cho các vùng địa lý ở nước ta như sau. Ở miền Bắc trông về các hướng Nam và Đông Nam, ở miền Trung các hướng Đông, Đông Nam và Nam, ở miền Nam các hướng Nam, Đông Nam và Đông. Ở vùng ven biển phía Tây, các hướng Nam và Tây Nam. Riêng vùng núi thì hướng nhà được xác định tùy theo thế núi, miền Nam và Nam Trung Bộ có thể thêm hướng Bắc tùy theo thế đất cụ thể. Yêu cầu của hướng nhà ở nước ta là phải tạo cho nhà được mát và thoáng gió, không quá bị nóng cũng không bị quá lạnh. Xét 4 yếu tố, địa hình, gió Đông Nam, gió Đông Bắc và bức xạ mặt trời thì hướng nhà thích hợp cho mọi ngôi nhà và công trình ở nước ta chỉ có thể là Nam hoặc là Đông Nam. Tùy từng vùng có địa hình cụ thể, có thể thêm hướng Đông. Hướng Nam và hướng Đông Nam được khuyến khích cho mọi nhà vì nó thích hợp với nhiều dốc của địa hình nước ta và đón được gió mát Đông Nam vào mùa hè, tránh được gió lạnh Đông Bắc vào mùa đông và tránh được bức xạ mặt trời phía Tây chiếu thẳng vào nhà, gây nóng nhà. Tuy nhiên thì các hướng nhà nêu trên chỉ mang tính tổng quát. Hướng nhà cụ thể phải căn cứ vào thế thực của miếng đất xây nhà mà quyết định. Trong phong thủy học, người ta quan tâm đến hướng nhà thích hợp với mệnh quý phái của chủ nhà và quy định hướng nhà nào với mệnh chủ nào. Tuy nhiên không nên quá lệ thuộc máy móc vào mệnh quái chủ mà không đáp ứng những yêu cầu tự nhiên nêu trên của hướng nhà. Có thể nói hướng nhà Nam và Đông Nam ở nước ta là thích hợp với mọi mệnh quái chủ ở nước ta. Không thể vì mệnh quái chủ nhà là mệnh càn mà phải làm nhà trông về Tây Nam hoặc là Tây. Như vậy, nhà sẽ rất nóng về mùa hè vì phải chịu nắng buổi chiều chiếu thẳng vào nhà, lại không đón được gió Đông Nam. Người ở trong ngôi nhà này sẽ luôn luôn bị bức bách vì nóng, phụ nữ thì dễ sinh nóng nảy, gia đình không được vui vẻ, sức khỏe giảm sút, tài lộc kém phát triển. Không ai có thể nói rằng ở một ngôi nhà như thế là thích hợp được. Trong trường hợp nhà hướng Nam hoặc là Đông Nam là không tương hợp với mệnh quái chủ nhà thì phải giải quyết bằng cách khác, như mở thêm cửa vụ, cửa sổ và hóa giải bằng cách khác, chứ không bỏ hướng Nam và Đông Nam. Khi gặp địa thế miếng đất làm nhà không cho phép chọn hướng Nam hoặc là Đông Nam thì mới phải đặt hướng nhà khác. Khi đó cần có cách giải pháp kỹ thuật cần thiết để đón gió Đông Nam, tránh gió Đông Bắc và tránh nắng chiếu thẳng vào nhà. Xác định hướng cửa. Hướng cửa được xác định là đường nối tâm nhà ra điểm giữa của cửa chính. Trong phong thủy học thì hướng cửa phải được nằm vào cung tốt của trạch quẻ, cho nên phải dùng bản đồ trạch quẻ để xác định vị trí của cửa chính trên bản vẽ bố cục mặt bằng nhà. Nếu người thiết kế không quan tâm đến cung sơn hướng của cửa chính thì có thể xác định vị trí cửa chính trên cơ sở đón được hướng gió cần thiết. Có một nguyên tắc là khí phải đi vào cửa chính, đến tâm nhà, rồi từ tâm nhà mới phân phát đi các phòng trong nhà. Nếu khí không vào được đến tâm nhà do bị tường hoặc là các cửa ngăn cản thì sẽ dẫn đến trường hợp khi đi vào phòng nào đó rồi đi ra theo cửa sổ. Còn các phòng khác thì không có khí vào. Nhà như thế thì không bao giờ được vượng khí. Nhà không vượng khí thì người sống trong nhà không khỏe mạnh, cũng giống như là người ta thường chọn vị trí thích hợp ở khu vực giữa làng để xây đình làng. Khi đó, khí tụ về đình rồi mới phân tán đi các ngõ xóm cho đến từng nhà. Không ít nhà bị tình trạng thiết kế không để khí vào đến tâm nhà. Qua kiểm tra thì các nhà này đều không vượng khí. Việc này nhiều khi rất đơn giản,
chỉ vì phá đi một mảng tường hoặc dỡ bỏ một cánh cửa nào đó để khí không bị cản trên đường đi vào đến tâm nhà. Các nguyên tắc cấm kỵ của cửa chính. Cửa chính kỵ đối diện thẳng với cầu thang. Nếu cửa chính đối diện thẳng với cầu thang thì sẽ hình thành hai kết cấu khác nhau. Một là cầu thang đối diện thẳng hướng xuống dưới, tài khí trong nhà có khả năng biến mất. Vì thế phải đặt bình phong sau cửa để ngăn nội tài chảy ra ngoài. Trường hợp khác là cửa chính đối diện với cầu thang hướng lên trên, không cần lo tài khí chảy ra ngoài. Nếu trong cửa đặt cây trồng lá to như là cây phát tài, cây kim tiền sẽ càng dẫn đến tiền của vào nhà tốt hơn. Cửa chính kỵ đối diện thẳng với hành lang. Sau khi từ cửa chính vào nhà đập vào mắt là hành lang, ngôi nhà dường như bị cửa chính và hành lang chia cắt thành hai gian, gọi là nhà bướm hoặc là sát một cây thương. Ngôi nhà này bị chia thành hai nửa, không có lợi cho ẩn gió tụ khí, người trong nhà dễ xảy ra trường hợp chia nhà đoạn tuyệt ly hôn. Cách hóa giải chủ yếu là lắp thêm bình phong trong nhà để thu hiệu quả thay đổi cửa, như vậy mới tránh được mũi nhọn của nó. Cửa chính kỵ đối diện thẳng với góc nhọn của tường trong nhà. Trong phong thủy học, kỵ nhất là sức mạnh của góc nhọn. Nếu hàng ngày mở cửa ra đều phải đối diện với góc nhọn của tường hoặc tường bao, sẽ dễ xảy ra sự cố bất ngờ, đặc biệt là bất lợi cho sức khỏe của người trong nhà. Nếu gặp phải trường hợp này thì nên cố gắng sửa góc nhọn cho tròn hoặc đặt bình hoa hình tròn ở vị trí phù hợp của huyền quan cửa chính để hóa giải. Cửa chính kỵ đối diện thẳng với cửa sổ. Cửa chính là nơi nạp khí, nếu đối diện với cửa sổ, khí nạp vào chưa kịp dừng lại đã thoát ra từ cửa sổ, bất lợi cho tụ khí. Vì thế, cửa chính không được đối diện thẳng với cửa sổ. Cách cải thiện là đặt một tấm bình phong ở giữa cửa chính và cửa sổ. Độ cao của bình phong tốt nhất là đứng từ cửa, không nhìn thấy cửa sổ. Nếu diện tích phòng vốn đã nhỏ hẹp, việc đặt bình phong chỉ làm cho không gian chung càng nhỏ hơn. Lúc này có thể đặt một cái rèm hạt ở trên cửa chính hoặc là giữa cửa chính và cửa sổ. Cửa chính kỵ đối diện thẳng với sát khí hình phản cung. Cửa chính đối diện thẳng với đường hoặc là dòng sông có chỗ cong phản hướng, tức là đối diện sát khí hình phản cung. Dòng xe hoặc là dòng nước càng gấp, sát khí sẽ càng lớn. Phong thủy này dễ khiến cho gia trạch bất ổn, làm cho các thành viên trong gia đình tranh cãi với nhau không ngừng, dẫn đến tài lộc của người nhà không tốt. Lúc này đặt thêm một cặp đầu sư tử màu vàng kim ở trước cửa chính hoặc là lan can sẽ có tác dụng chặn sát. Cửa chính kỵ đối diện thẳng với cửa khe rát. Trường hợp này sẽ uế khí sộc vào nhà. Ngoài làm cho tài khí của các thành viên trong gia đình suy yếu thì vận sự nghiệp của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Gặp phải trường hợp này thì nên đặt bình phong ở sau cửa hoặc là lắp thêm cửa kéo đẩy ở huyền quan để chặn uế khí. Bình thường nhớ đóng cửa của khe rác lại, tránh cho uế khí sộc vào trong nhà. Cũng có thể đốt tinh dầu hoặc là đàn hương để xua đuổi mùi hôi. Cửa chính hai nhà kỵ đối diện với nhau. Cửa chính của hai nhà nếu đối diện thẳng vào với nhau thì giống như lúc nào cũng giữ bốn mắt nhìn nhau về đối phương, khó tránh xảy ra xung đột. Phân tích từ lý lẽ thông thường, cửa đối cửa sẽ xuất hiện rất nhiều trường hợp không mong muốn nhưng vẫn phải gặp, có khi thì không cẩn thận làm kinh sợ đối phương hoặc một số chuyện riêng tư vô tình bị đối phương nhìn thấy, từ đó sinh ra hổ thẹn. Số lần phát sinh những chuyện này nếu nhiều lên sẽ khiến cho con người chán ghét, từ đó nảy sinh mâu thuẫn. Vì thế trong phong thủy, cửa chính tốt nhất không nên đối diện với cửa chính của nhà người khác để tránh xảy ra một vài xung đột không cần thiết. Cửa chính kỵ đối diện thẳng với cầu. Phong thủy nhà ở xưa nay thường kiêng kỵ trước cửa có cầu. Trong dân gian coi trước cửa không được cầu nhỏ xung xạ là lẽ thường ngày. Trước cửa có cầu sọc thẳng vào hoặc xây nhà mở cửa hàng ở hai bên lối ra vào của cây cầu đều không tốt. Quan hệ giữa nhà và cầu, cầu và dòng nước có rất nhiều luật thuật trong gia tướng học truyền thống. Mặc dù bị xem là phòng bị quá đáng nhưng cách cục này vẫn nên tránh. Cửa chính kỵ đối diện thẳng với ống khói. Ống khói thải ra khí bẩn, khí thải. Nếu mở cửa ở nơi đối diện với ống khói, khí bẩn, khí thải, ống khói thải ra đều đổ hết vào trong nhà, đặc biệt là bất lợi đối với sức khỏe của con người. Do đó, khi mua nhà, nhất định phải chú ý xem xung quanh có ống khói thải khí bẩn, khí thải hay không. Cửa chính kỵ đối diện với ngõ hẹp.
Thông thường ngõ hẹp giữa hai ngôi nhà không những là ngõ chết mà còn là nơi âm u, ẩm ướt, bẩn thỉu. Nếu đối diện với cửa chính, không chỉ ra vận không thông, hơn nữa còn làm cho gia đình có cảnh tượng suy bại. Cửa chính kỵ đối diện thẳng với cửa nhà bếp. Cửa chính đối diện thẳng với cửa nhà bếp phong thủy cho là hiện tượng đại hung, như thế sẽ khiến cho bệnh tình nghiêm trọng. Cho dù bản thân ngôi nhà là vượng tài hay là vượng linh, cửa chính kỵ đối diện thẳng với nhà bếp. Cửa chính đối diện thẳng với cửa nhà bếp phong thủy cho là hiện tượng đại hung, như thế sẽ khiến cho bệnh tình nghiêm trọng. Cho dù là bản thân ngôi nhà là vượng tài vượng đinh, cũng khó tránh khỏi bệnh tật liên miên, chữa trị nhiều lần không khỏi. Cách hóa giải là thêm một bức bình phong ở lối vào cửa chính để ngăn sát khí đối xung. Cửa chính đối diện thẳng với phòng ngủ chủ nhà. Một số căn hộ nhỏ vừa vào cửa đã nhìn thấy phòng ngủ của chủ nhà. Về phong thủy thì cách cục như vậy ngoài không tốt cho tài vận còn gây bất lợi cho sức khỏe của chủ nhà. Cửa chính kỵ đối diện thẳng với gương. Người hiện đại khi trang hoàng nhà cửa để làm cho trong nhà trông rộng rãi hơn hoặc để tiện chỉnh sửa dung nhan thường thích treo gương ở huyền quan. Điều này không phải không được, tuy nhiên khi lắp gương cần chú ý không được để gương đối diện thẳng với cửa chính. Gương đối diện thẳng với cửa chính thì sẽ chiếu ra cửa, xuất hiện kết cấu cửa, đối cửa, dễ gây ra bất hòa cho người nhà. Cửa chính kỵ đối diện thẳng với ban công. Cửa chính của ngôi nhà không nên đối diện thẳng với ban công, nếu không sẽ hình thành sát xuyên tâm trong thủy học. Suy xét từ cuộc sống thường ngày, nếu cửa chính đối diện với ban công, mỗi khi mở cửa chính ra, người bên ngoài đều nhìn thấy ban công và tình hình bên trong ngôi nhà, gây bất lợi cho công việc bảo vệ riêng tư của gia đình. Cách hóa giải là đặt một cái tủ ở giữa cửa chính và ban công, trồng chậu cây hoặc là dây leo ở ban công để ngăn ban công lại, thường xuyên kéo rèm cửa sổ. Cửa chính kỵ đối diện thẳng với bàn ăn. Cửa chính không nên đối diện thẳng với bàn ăn, phong thủy nhà ở chú trọng vòng vèo. Nếu có xung thẳng sẽ khiến cho nguyên khí trong nhà thoát ra ngoài, phong thủy cũng vì thế mà bị ảnh hưởng lớn. Nếu bàn ăn tạo thành một đường thẳng với cửa chính thì đứng ở ngoài cửa đã nhìn thấy cả nhà lớn bé đang ăn cơm, như vậy sẽ không hợp lý. Tốt nhất nên di chuyển bàn ăn, nhưng nếu quả thực không có chỗ di chuyển nên đặt bình phong hoặc là tường để ngăn cách. Cửa chính kỵ đối diện thẳng với góc nhọn của tường trong nhà. Trong phong thủy học, kỵ nhất là sức mạnh của góc nhọn. Nếu hàng ngày mở cửa ra đều phải đối diện với góc nhọn của tường hoặc là tường bao sẽ dễ xảy ra sự cố bất ngờ, đặc biệt là bất lợi cho sức khỏe của người trong nhà. Nếu gặp phải trường hợp này nên cố gắng sửa góc nhọn cho tròn hoặc đặt bình hoa hình tròn ở vị trí phù hợp của huyền quan cửa chính để hóa giải. Vâng, thưa quý vị, cũng giống như hướng nhà hay là các yếu tố khác như cầu thang, cửa sổ, các phòng khác thì cửa luôn được các chuyên gia phong thủy quan tâm và đặt nhiều nghi vấn vì nó là bộ phận giao thoa giữa không khí bên ngoài và bên trong của ngôi nhà, kết nối ngoại thất với nội thất hay đơn giản nó là nơi ra vào thường xuyên. Những lưu ý với cửa chính ngôi nhà ở trên sẽ giúp gia đình bạn dễ dàng đón tài lộc thịnh vượng, đẩy lùi những rủi ro không đáng có. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Phong Thủy May Mắn và nhấn vào biểu tượng chuông để liên tục cập nhật những video về phong thủy mới nhất nhé. Chúc quý cô chú, quý anh chị một ngày làm việc hăng say, hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.